Khỏe tự nhiên xin kính chào quý vị khán giả. Các bạn thân mến, hôm nay Sức khỏe tự nhiên xin gửi đến các bạn những thông tin hữu ích về sức khỏe sau đây. Đậu đen có tác dụng gì? Uống nước đậu đen rang hàng ngày có tốt không? Đậu đen hay còn gọi là đỗ đen là loại hạt không xa lạ gì với người dân Việt. Những món ăn từ đậu đen rất hấp dẫn và cũng rất ngon như xôi đậu đen, chè đậu đen hầm đuôi bò. Trong đậu đen có những dưỡng chất gì? Đậu đen có tác dụng gì? Đậu đen chữa trị bệnh gì? Cách nấu và chế biến các món ăn từ đậu đen ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này. Đậu đen là gì? Đậu đen là loại cây họ đậu, mọc hàng năm. Toàn cây không lông, lá chia làm ba nhánh mọc xa le. Lá ở giữa to và dài hơn lá hai bên khá đặc trưng. Đậu đen có hoa màu tím nhạt. Sau khi thụ phấn sẽ phát triển thành quả dài, tròn. Bên trong có khoảng 7 đến 10 hạt đậu đen. Đậu đen là loại hạt chứa rất nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, bạn thường thấy đậu đen được nhiều chị em dùng để giảm cân hay uống nước đậu đen để làm đẹp. Thực hư về điều này như thế nào? Uống nước đậu đen có tác dụng gì? Hãy cùng khám phá ở bài viết dưới đây. Tác dụng của đậu đen. Đậu đen không chỉ là loại thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất mà chúng còn giúp phòng chống và điều trị bệnh rất tốt. Vậy, đậu đen có tác dụng ra sao và chữa được bệnh gì? Đậu đen tốt cho hệ tiêu hóa và chữa táo bón. Đậu đen là loại hạt chứa nhiều chất xơ, không hòa tan nên có tác dụng hạn chế những bệnh liên quan đến tiêu hóa. Vì thế, nếu bạn hay bị táo bón thì hãy siêng ăn đậu đen nhé. Đậu đen chống oxy hóa, phòng chống ung thư. Đậu đen chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Theo một số nghiên cứu, trong đậu đen có chất chống oxy hóa nhiều gấp 10 lần một số loại hoa quả khác. Vì thế, sử dụng thực phẩm từ đậu đen giúp giảm lượng cholesterol và giảm nguy cơ bệnh tim mạch, ngăn ngừa lão hóa, tốt cho mắt, phòng chống một số bệnh ung thư. Đậu đen phòng chống bệnh tim mạch. Theo một vài khảo sát về sức khỏe cho thấy, số lượng người thường xuyên ăn đậu đen giảm bệnh tim mạch lên tới 82%. Bởi trong đậu đen chứa hàm lượng lớn chất xơ, magie và folate có tác dụng giảm hormone statin, một trong những loại amino acid gây nguy cơ mắc bệnh tim và gây biến chứng đột quỵ. Đậu đen tăng cường sắt và mangan cho cơ thể. Trong đậu đen chứa rất nhiều sắt, nên người bị mất máu nhiều sau chấn thương hãy ăn nhiều đậu đen để bổ sung được lượng sắt hiệu quả. Chị em đang hành kinh hãy ăn đậu đen để phục hồi sớm lượng máu đã mất. Lượng mangan trong đậu đen cũng rất dồi dào. Thành phần này sẽ giúp cơ thể tái tạo năng lượng và cản trở quá trình oxy hóa của những gốc tự do. Đậu đen tăng cường sức đề kháng. Đậu đen chứa nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Vitamin A giúp sáng mắt, chữa bệnh chậm lớn, còi xương ở trẻ em, giúp tăng cường sức khỏe cho phụ nữ đang cho con bú và người mới ốm dậy. Ngoài ra, trong nó còn chứa rất nhiều vitamin C, giúp tăng cường đề kháng và phòng bệnh cảm cúm rất tốt. Nếu bạn đang bị tê phù hoặc đau nhức thì đừng lo lắng, hãy ăn nhiều đậu đen sẽ giúp ích cho bạn. Vì hàm lượng vitamin B1 trong đậu đen tương đối cao sẽ giúp bạn cải thiện vấn đề này nhanh thôi. Đậu đen giúp cải thiện vấn đề về xương khớp. Lượng protein trong đậu đen nhiều giúp khỏe tóc, đẹp da, não bộ linh hoạt, một thành phần mà cơ thể không thể thiếu. Lượng canxi, phốt pho và magie trong đậu đen cũng dồi dào, giúp cho xương chắc khỏe. Đây là thành phần giúp cải thiện vấn đề xương khớp, nhất là bệnh còi xương ở bé yêu. Đậu đen giúp cải thiện độc tố. Đậu đen giúp giải độc tố và rất tốt cho gan. Selen là một loại muối khoáng mà không phải rau củ nào cũng có. Selen đóng vai trò rất quan trọng đối với chức năng của gan,
giải độc gan. Trong đậu đen chứa nhiều xylene, vì vậy đậu đen có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Các món ăn chế biến từ đậu đen. Với hàng loạt các điểm tốt của đậu đen mà chúng tôi vừa nêu ở trên, đậu đen xứng đáng là một thực phẩm tốt cho sức khỏe gia đình. Có rất nhiều cách chế biến đậu đen như chè đậu đen, cháo đậu đen, kem đậu đen, hầm đuôi heo, bột ngũ cốc, vân vân. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chế biến đậu đen thành hai món ăn đơn giản mà lại giữ được hàm lượng dinh dưỡng cao. Nước đậu đen rang. Đậu đen thường được rang lên và sử dụng làm nước uống rất tốt cho cơ thể. Vậy, uống nước đậu đen rang có tác dụng gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Tác dụng của nước đậu đen rang. Trong đậu đen chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể. Nếu bạn đã sử dụng nhiều món ăn từ đậu đen rồi, thì hãy thưởng thức nước đậu đen rang cũng rất thú vị và tốt cho sức khỏe. Nước đậu đen sẽ rất tốt cho thận, chữa được nhiều bệnh như phong thể thất, lửa lét. Người bị huyết áp cao, tiểu đường, dùng đậu đen rang hãm với nước sẽ kiểm soát bệnh tốt. Trong đậu đen chứa albumin, ferritic, sinh tố A, B, C, PP, glucid, lipid, muối khoáng. Những dưỡng chất này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn công dụng hiệu quả trong làm đẹp. Từ lâu, người ta đã biết uống nước đậu đen rang giảm cân. Chị em nào đang trong tình trạng thừa cân, chỉ cần siêng uống nước đậu đen thì lượng mỡ thừa sẽ tiêu hao đáng kể. Cơ thể bạn sẽ lấy được vòng eo mong muốn. Tại sao nên uống nước đậu đen rang giảm cân? Tác dụng của nước đậu đen không những giúp giảm cân mà còn giúp bạn sở hữu làn da trắng hồng và trị mụn trứng cá rất hiệu quả. Uống nước đậu đen rang cũng giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể trong những ngày hè nóng bức. Những lý do sau sẽ thuyết phục bạn thường xuyên uống nước đậu đen rang. Uống nước đậu đen rang hàng ngày có tốt không? Nước đậu đen rang là thực phẩm giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Ngoài ra, đậu đen còn giúp chống oxy hóa và phòng ngừa các căn bệnh ung thư, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu, cải thiện hoạt động não. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng nước đậu đen rang mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải vì tốt mà bạn lại uống nước đậu đen rang một cách bừa bãi. Chỉ cần uống khoảng 1-2 cốc trong một ngày, không nên uống nhiều hơn, gây lạnh bụng và rối loạn tiêu hóa. Lựa chọn đậu đen như thế nào? Để có một món ăn ngon, bạn cần phải có những nguyên liệu tốt. Đối với đậu đen cũng vậy, bạn nên chọn lựa đậu đen với tiêu chí sau. Hạt càng tối màu càng tốt, chứng tỏ hàm lượng oxy hóa cao. Chọn hạt to, mẩy, chắc. Lưu ý khi giảm cân bằng cách uống nước đậu đen. Khi sử dụng nước đậu đen mỗi ngày để giảm cân, bạn phải tránh xa các loại thức ăn, nước uống, đồ hộp bán trong các siêu thị, cửa hàng. Nếu không, có thể sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Nên uống nước đậu đen hàng ngày, không đường, hạt có muối để đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn. Không nên ăn các thực phẩm giàu kẽm, sắt, canxi khi uống nước đậu đen. Nên sử dụng cách nhau khoảng 4 tiếng là tốt nhất. Vì phytate trong đậu đen sẽ làm giảm hấp thụ các chất này. Đậu đen là loại hạt chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Những món ăn thức uống từ đậu đen cũng rất hấp dẫn và có công dụng không ngờ. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm đầy thú vị và sáng tạo với những món ăn thức uống từ đậu đen. Bản tin sức khỏe tự nhiên hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau. Thân ái! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé! Vì sức khỏe người Việt.